Triệu Lộ Tư khiến cả ekip làm phim phải lùi lịch ghi hình tận nửa năm, nhà sản xuất nói gì? Nhà sản xuất phim truyền hình Trung Quốc vừa tiết lộ một câu chuyện thú vị về Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư là gương mặt hàng đầu lứa tiểu hoa 95 của showbiz. Ở tuổi 24, cô sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với hàng loạt vai diễn chất lượng từ hiện đại đến cổ trang. Ở mỗi lần tái xuất màn ảnh, mỹ nhân họ Triệu đều mang đến diễn xuất biến hóa đa dạng cùng với phản ứng hóa học cực tốt với bạn diễn. Mới đây, một câu chuyện thú vị về Triệu Lộ Tư trong quá trình đóng phim Hậu Lãng, Sóng Sau đã được thành viên trong ekip chia sẻ. Theo lời nhà sản xuất Hậu Lãng, quá trình làm việc với Triệu Lộ Tư diễn ra khá thuận lợi, đôi bên đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Vì thời điểm ghi hình cho Hậu Lãng trùng với Tinh Hàn Sán Lạn nên đoàn làm phim đã lùi lịch quay để đợi nữ diễn viên. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài tận nửa năm nhưng ekip rất sẵn lòng bởi họ tin rằng Triệu Lộ Tư sẽ mang đến màn thể hiện xứng đáng. Thông tin từ nhà sản xuất Hậu Lãng nhận về sự quan tâm, bàn luận lớn sau khi được lan truyền. Theo đó, công chúng dành lời khen có cánh cho thiện chí hợp tác của ekip làm phim lẫn Triệu Lộ Tư. Đồng thời, họ cho rằng quyết định chờ đợi nữ diễn viên 9X là rất đúng đắn. Hiện tại, diễn xuất của mỹ nhân họ Triệu trong Hậu Lãng được khen vì sự tự nhiên, linh hoạt, đúng với độ tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, dàn cast phim Hậu Lãng cũng dành cho Triệu Lộ Tư lời khen có cánh. Có người ca ngợi cô sở hữu diễn xuất thiên phú, tính tình thì hòa đồng, khiến không khí của buổi hợp tác rất vui vẻ. Hậu Lãng để hành trình lan tỏa, tôn vinh ngành y học cổ truyền của một nhóm người trẻ. Nữ chính tôn đầu đầu, Triệu Lộ Tư, từ một người không có định hướng, không cha không mẹ, trở thành thanh niên gương mẫu, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Thời gian gần đây, phim bị chỉ trích không tôn trọng ngành y, cũng như một số tình tiết trong phim bị thổi phồng dẫn đến lố lăng.